Mới đây một sự việc đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình đi thăm trại chăn nuôi tại hồ thủy điện sông Chanh 4 ở tỉnh Quảng Nam, chiếc ghe chở 8 người bất ngờ bị lật, sau đó chìm dưới lòng hồ. Sự việc khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một người già và trẻ nhỏ. Sáng 12 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một sự việc thương tâm. Cụ thể vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, trên lòng hồ thủy điện sông Chanh 4, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Ông Phùng Văn Tú, chú tại huyện Tiên Phước điều khiển ghe máy. Trên ghe có 7 người, trong đó có 4 trẻ em. Trong lúc ghe máy vượt lòng hồ thì bất ngờ bị lật. Những người trên ghe chới với giữa lòng hồ. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cứu sống được 6 người, còn 2 người mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy em PVH, sinh năm 2012. Nạn nhân còn lại là ông H được tìm thấy vào khoảng 23 giờ cùng ngày các nạn nhân sau đó đã được truyền cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền huyện cũng thăm hỏi, động viên gia đình những người thiệt mạng. Được biết, sáng cùng ngày, nhóm người này qua bên kia sông phía huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam để thăm trại chăn nuôi. Đến chiều trên đường vượt lòng hồ thủy điện sông Tranh 4 trở về nhà thì xảy ra vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.